Sau tháng đầu năm, ngành nông nghiệp Lào Cai đã chủ động tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động, mang lại hiệu quả đáng kể. Theo đó, ngành tiếp tục duy trì phần mềm cấp quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ sản xuất, cập nhật được 14 mã số vùng chuối và một mã số vùng trồng chè đủ tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu, cấp mã cho 9 cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh cùng với đó đã hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã cập nhật thông tin về doanh nghiệp, các sản phẩm của doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối đưa nông sản của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. đến nay 100% sản phẩm Ocop đã lên sàn thương mại điện tử và trang thông tin xúc tiến thương mại, trang phiên trợ khuyến nông.